Chào mừng các bạn đến với Tiền Nhà Center nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về cây guitar điện của Yamaha nhé các bạn. Thì mình thấy nhiều bạn hỏi trên cái fanpage của mình đó là bên anh có bán đàn guitar điện của Yamaha không các bạn. Mình là phân phối các bạn nên là bên mình có bán. Tại vì những cái clip mà mình làm về cây guitar điện dòng giá rẻ thì mình làm thương hiệu Cort Ltd. Đó, mình ít quay Yamaha nhưng mà cái guitar thùng của Yamaha mình làm rất là nhiều nhé các bạn. Đó thì hôm nay mình có một bạn khách hỏi về mình cái cây RS 420 này. Đó, bạn đó hỏi cây màu đỏ thì sẵn mình có hàng mình lấy ra mình quay luôn cho bạn đó, sẵn cho các bạn coi luôn. Đó, đối với cái phiên bản này nó có RS 320 nữa các bạn, thấp hơn. Thì phiên bản thấp hơn thì nó có 5 màu. Đó, còn cái phiên bản cao hơn thì RS 420 này thì nó có cho các bạn là 4 phiên bản màu nha. Màu đỏ nè, màu đen, màu xanh là cái màu xanh xi măng, cái màu điện thoại iPhone 13 Pro Max á, cái màu mới đó, màu xanh xanh dương á. Rồi một màu nữa là màu vàng. Đó. Còn đối với 3GS 320 thì nó cho các bạn thêm một màu nữa, đó là màu trắng. Đó đây. Trên cái nắp nó để nè. RS 420 FGD thì mình đang khui cho các bạn cái cây này, cái cây màu đỏ nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn coi bên trong nó gồm những gì nha. Đây. Khi mà các bạn mua hàng bên mình đó, đó thì khi mà khui thùng ra thì Yamaha này người ta sẽ cho các bạn một cái cuốn catalog, thì trong đây nó sẽ hướng dẫn sử dụng cho các bạn đó, nó sẽ để thông số chi tiết về cây đàn đó, cũng như cái cách mà trong đây thì nó cho các bạn cái lục giác để các bạn có thể lên dây rồi chỉnh cần đó, nó để cho các bạn full combo trong đây nha đó. Rồi thì trong cái thùng đàn này nó có gì nữa các bạn? Rồi các phiếu bảo hành, đây đây là các phiếu bảo hành của cây đàn này. Đó khi mà các bạn mua đàn chính hãng thì nó sẽ cho các bạn cái phiếu bảo hành để các bạn kích hoạt, thứ nhất là bảo hành nè, thứ hai là các bạn có thể kiểm tra được thông tin cây đàn của mình có phải hàng chính hãng hay không đó, nên các bạn không có sợ vấn đề mua hàng giả hay gì các bạn đó. Rồi còn cái này đó, sừng bóng khá là đẹp luôn, nó nguyên siêu nhé các bạn, đây đàn nguyên siêu chưa móc giấy ra luôn đó, còn nguyên mạc nguyên tem nguyên kiện luôn đó. Thì cái cây này cây màu đỏ thì nó chỉ khác nhau cái mặt thôi các bạn, ví dụ cây này màu đỏ nè, màu vàng, màu đen và màu xanh đó. Này cái này là backup đôi nha, thì cái này nó cho các bạn hai nút, hai cái nút này là một cái volume còn một cái là tông đó, một cái cần gạt cho cái tiếng nó sáng hơn nữa. Cái này thay dây thì nó dễ hơn. Đó, thay dây thì các bạn thay như ta thùng đó các bạn, xả dây các bạn rút vậy thôi. Đó, khá là đơn giản. Trên đây thì nó sẽ cho các bạn chỗ này là các bạn tháo ba con ốc này ra. Nè, các bạn có thể chỉnh cần. Đó, các bạn có thể chỉnh cần khi mà cái đàn của mình nó bị cong cần các bạn. Nó trên cái đàn của Yamaha thì nó sẽ bình thường những cái cây guitar thùng các bạn nó sẽ in cái logo lên là nó cái hình nó dạng hình vẽ. Còn riêng cái cây guitar điện cái dòng RS này nó sẽ khắc trực tiếp, nó dán trực tiếp một cái logo, nó logo nó là logo nổi nha, mình lấy góc góc nguyên cho các bạn coi nè, không biết nó bắt nét được không này, đó các bạn có thấy nó cộm lên không, đó khá là đẹp luôn, nhìn rất là đẹp. Rồi đây cái này Yamaha nè, Made in Indonesia, thì cái này nó được sản xuất tại Indonesia nha các bạn, bộ khóa nó là bộ khóa inox, đó các bạn chơi lâu các bạn không sợ bị sét nha. Đó cái dây theo đàn là dây Elicer đó, chắc các bạn biết cái bộ dây này là nó tốt rồi, nó đánh thì khỏi lo luôn. Đây thì nó sơn bóng nha, mặt trước sơn bóng mặt sau nó cũng sẽ sơn bóng với các bạn luôn đó. Thì cái tiêu chuẩn của cái này là 22 phím đó, khá là ok đó. Đây là cái dắt này là cái dắt 6 ly, các bạn ghim la âm ly nè, nó hai cái nút này cái nút đeo dây cho các bạn đeo dây. Đó. Thường thì mình thấy các bạn thích màu đỏ nè hoặc là màu xanh, thì đa số những cái bạn mà mua lên tới cái dòng này là các bạn đi đánh show rồi, nên các bạn sẽ cần một cái cây mà nó có màu sắc nó sặc sỡ để các bạn lên sân khấu á, nó bắt cho mình nó nổi hơn các bạn, nó có điểm nhấn trên sân khấu á, để khi mà mình lên sân khấu á, nó không có bị chìm điểm nhấn luôn đó. Rồi thì mình đã làm cái video này
giới thiệu đến các bạn cái mẫu RS420. Bạn nào mà có thời gian á, các bạn cứ ghé đây, mình sẽ cho các bạn test âm thanh nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Hẹn các bạn ở những video sau nha.